Và chào anh em chào anh em nhá chào mừng các bạn quay trở lại với kênh quyết đâu em có ba em lưng tiếng lex m ba em thanh lý luôn cho em sót kho các bạn Hồi nhiều anh em gọi điện đến hỏi thì bảo không có cuối cùng tìm sót kho còn lúc ba em còn mới cứng luôn đây các bạn anh em nhìn đấy hàng chuẩn lại một đây các bác anh em thể nhìn thấy rõ ràng luôn đúng không ạ rất đẹp luôn mặt phay nhôm cnc luôn nha các nút chiết api này hai nút âm lượng tổng này màn hình lcd này Đấy, các cổng kết nối phía sau thì các bác anh em để nhìn thấy luôn hàng chuẩn loại một thì nó tất cả được mạ vàng chống oxy hóa đây các cổng xúc bát ao hay là các cổng kết nối đầu vào đầu ra bằng ca lông và AV tất cả đều được mạ vàng chống oxy hóa hết à, tút ở đây ghi là bluetooth tút 5.0 nhưng mà nó không phải đâu các bác nhé anh em phải hiểu rõ cái vấn đề bluetooth tút 5.0 kia nó là nó có thể thiết kết nối nhiều thiết bị với nhau tối thiểu phải kết nối được nhiều thiết bị với nhau tối thiểu là từ 2 cho đến 3 thiết bị trở lên nhưng mà cái con này chỉ kết nối một con một thôi Nó ghi ở đây 5.0 nhưng không phải đâu nhé Chia sẻ luôn với anh em không Các bác anh em mà lại nhìn thấy 5.0 mà anh em hiểu về cái uh, Bluetooth bảo là ghi ở đây 5.0 mà về anh kết nối hai điện thoại không được Thì uh, những cái này thường thì sẽ dành cho các um, thiết bị kết nối uh, đa dụng chứ không dành cho các uh, thiết bị kết nối uh, âm thanh đa số như thế bởi vì là khi mà hai cái điện thoại mở cùng nhau thì nó sẽ phát đồng thời cùng tiếng luôn Đấy, thành ra rất là khó nên là anh em phải để ý giúp em nhé Đây phía mặt trước đây Quay cho anh em luôn Hàng mới 100% trăm không bác Giá thì em để cho bác anh em giá rất đẹp thôi mười ba 300 thì 850 ngàn đồng một em Giá máy luôn Anh em có lấy thêm dây rắc kết, kết nối thì tầm 50 ngàn Phí ship thì tùy theo khu vực Khoảng tầm từ 30 đến 50 nghìn tùy theo khu vực Tất nhiên em có thể lựa chọn sang các vận chuyển hỏa tốc hay vận chuyển nhanh. Tất nhiên thì giá cả những cái dịch vụ đó thì nó sẽ tùy thuộc theo À, cái yêu cầu của anh em và nó sẽ gửi đi với giá khác nhau Đấy, với chia sẻ luôn cho anh em đấy à, anh em cần gấp thì anh em hãy chọn vận chuyển nhanh thương mại nhanh hay là vận chuyển hỏa tốc chứ còn bình thường thì anh em gửi về thì à, từ em gửi về trong uh, miền nam gọi là xa nhất thì nó rơi khoảng tầm 4 hôm đến 5 hôm là tới nơi không tính ngay đặt hàng còn như anh em ở uh, miền bắc hay là gần khu vực miền bắc như uh, nghệ an thanh hóa tĩnh chẳng hạn thì nó chỉ rơi vào khoảng ngày hôm trước hay ngày hôm sau thôi là các bác nhận được hàng rồi các bác nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán à, em này thì có đầy đủ cổng quang bớt tút và tiếng thì cực kỳ sạch cho bác anh em luôn cắt súp rất êm mà, rút nguồn phía trước rất tiện lợi cho anh em các bác có nhu cầu thì bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em nhé và đừng quên ủng hộ trong nút nào và đăng ký kênh phía bên dưới